Hello mọi người, đã quay trở lại kênh YouTube của Nấm Bi. Và hôm nay Nấm Bi đã có mặt tại Sài Gòn rồi. Và sau một chuyến du lịch khá ngắn ngủi thì bây giờ Nấm Bi đang có mặt tại lầu của bà Ngân biên tập. Nấm Bi lại có quà cho bà Ngân biên tập đấy, nhưng mà bây giờ không biết bà ở đâu này. Đây, bây giờ mình sẽ vô nha. Oh, hello. Ghê quá à, ê. Trời ơi. Hello, xin chào Ngọc khán giả của Nấm Bi. Bolero hay Bolero nha. Bolero. Có nghĩa là tự nhiên chị nói là Nấm Bi cái em bị lẹo luôn là Bolero. Hiểu chưa? Sau này đẹp quá nhỉ. Em để bi ngoài đây rồi. Được. Em kiếm anh Thương hả? Ngồi đi ăn anh Thương hay gì? Đâu? Kiếm bà biên tập hay gì ngon? Bà biên tập, bà Khương có ở đây đâu mà kiếm. Bữa nay bà Khương đam mê với sầu riêng quá rồi phải không? Bà Khương đang ngồi trên lại. À. Đi thẳng vào cái là gặp chị Ngân liền. Đây, tôi đi gặp bà Ngân biên tập. Tôi đi ngập bà Ngân biên tập đây. Ý, đây nè. Cười miếng coi. Ê. Ê, cái túi mà. Đúng à? Phải không nghe đúng hay chưa? Nhưng mà tại hôm trước chị còn nói là chị làm mất rồi đó, nên em rất là buồn chị đó. Nha. Em rất là buồn chị đấy. Bộ đồ ngủ đó. Của anh Quyết bán. Mở ra đi, mặc hơi bị đẹp đấy, em mặc một bộ rồi. Chứ anh Quyết bán nhầm à? Anh Quyết mua tặng hai mình mà. Đẹp ha, vải lụa xịn sò vãi chưởng. Sao cho chim cò? Bộ này là em chọn, bộ này là em chọn. Chọn chim cò vậy chứ. Nhìn mệt quá. Hay đổi cho em bộ của em là bộ caro kìa. Trời ơi. Quý sở tộc. Bộ này mặc đúng quý tộc. Đấy. Là em mua hay là anh Quyết mua? Anh Quyết mua. Cảm ơn anh Quyết nhiều nhá. Trời ơi, cái gì là sao chị không quả. Sao cảm thấy chị không bất ngờ gì vậy? Không happy chứ quên. Ôi vậy quá, người ta bảo mình giả. Chừng nào em tặng kiểu cái điện thoại đi thì nó sẽ bất ngờ. Được. Sắp rồi. Chắc là vừa ấy, tại em mặc vừa mà. Mà mát lắm luôn á. Ngủ thì thoải mái gì đâu. Mà mát mẻ. Chim cò là hơi ấn tượng ấy nha. Này là cò chứ chim hoài. Nếu mà lòng chim thì là gì nữa. Nhưng mà phải gọi đúng, này con cò. Chim cò này gọi. Rồi, con gì nữa nhỉ? Ê, con này nữa. Hôm trước là chị, em tặng quà sinh nhật cho chị mà chị dám nói là chị mất, em rất là thất vọng. Trời. Nên là em đã phải mua một cái mới cho chị và Thanh. Em đã tặng Thanh một cái rồi. Không phải là em bữa đó chị làm quên sao em nhập được, xong rồi em xin chị đấy cơ. Nhưng mà chị cầm hộp này mà em sao có thể mua một cái mà được hai hộp được. Trời ơi buồn quá, mọi người lần trước lắm tặng một cái mình làm mất, mình không biết là mình để ở đâu nữa. Cũng màu bạc luôn nhỉ. Cũng màu bạc luôn, rất là đẹp. Tặng lại thì thế hả? Cái này mới bất ngờ thiệt này. Tặng lại thật thế hả? Tặng lại thật đó, lần này là lần cuối cùng nó, nếu nằm mất nữa thì thôi dẹp thì bà nó đi. Cái khác cũng được. Cái nó có điểm ba, có tam ba bận. Đó, tặng là mà làm mất nữa là em sẽ không mua cho nữa đâu nha. Thương quá. Thích lắm luôn á. Bóng này nữa là đẹp, nhìn nó kiểu dạng. Còn chị có biết con Thanh không? Mặc dù nó có size nhưng em cứ thích cái size nhỏ này thôi. Con Thanh nó mập, nó đeo cái, nó vừa mà nó không di chuyển được cái này luôn. Tại vì tùy chọn vào size của người ta chứ trời. Ngày mai em cũng sẽ đeo. Và ba đứa mình có. Anh Quyết cũng định mua. Sao mua tặng Quyết này? Không, tự mua đi. Nghĩ sao vậy? Trời ơi, đã tìm lại được em mấy rồi. Cái gì mà tìm lại? Xong rồi ngày mai tặng xong cái này xong. Tặng này xong rồi về tự nhiên tìm được cái kia. Thiệt. Lúc đó im luôn. Quá đáng. Im luôn coi như chưa hề biết. Rồi. Thôi bây giờ sẽ dẫn Nấm đi ăn. Yeah. Tuyệt vời. Cái này tối nay mặc chụp hình gửi anh Quyết. Kinh quá à. Ê đừng quay clip lại thay đồ là được nha. Trời. Đằng sau là mọi người thấy không, mọi người đấy là chị Nhung quay phim ở trong clip của bà Ngân biên tập đó, được khen quá trời này, thích em quay phim quá. Clip mà đoán chữ TWO dạ phải tặng mới được đi ăn đó chị, nếu
Chị chắc chưa, giờ đi ăn nha, không được ngủ nha. Đi, nhanh lên. Chị có xua là chị sẽ đi ăn không? Và chị tặng giải ngôi sao xanh luôn vậy. Đây là giải ngôi sao xanh. Ngôi sao xanh. Mà sao nó lại màu vàng nhỉ? Chị ôi dồi nặng thế. Đây là giải thưởng ngôi sao xanh đã trao tặng cho Nấm Bi á mọi người. Người phụ nữ ngáo đá nhất. Thôi để trải đi. Chí cổ đi. Đấy. Mặc dù nó hơi giả tạo mọi người ạ. Ở trong là quần áo nhưng ở dưới nó là vàng bạc ngọc ngà. Nó trong một cái túi rất đẹp. Bên trong là từ từ xem xét. Rồi nay là muốn ăn gì? Hôm nay em muốn đi ăn thật no. Chị ơi đừng tiếc tiền. Hôm nay có 250, muốn ăn gì bao sạch. Ghê. Sao chị có đi ăn không? Xịn quá vậy, bao sạch luôn hả? Nói chứ phải để tiền bố sạch. Ôi trời ơi, Mỹ Kỳ ăn gì ngon thế? Cá bóng hả? Mỹ Kỳ dạo này mặc mấy cái này nhìn trẻ trung dễ thương dã man đi. Chị đây người chị thiện lành này mọi người. Đấy người chị mà cứ động tí là có đồ ăn mình phải xuống mình xin ấy. Cá bóng thơm quá à. Đi ăn đói bụng hồn cào. Sáng giờ chưa ăn. Em có khoai lang á chị ăn không? Rút lên ăn sau chiều. Đi. Đi. Hai chị em sẽ đi ăn. Đấy, hôm nay mặc áo Adidas luôn. Xịn quá vậy. Từ ngày á những ai mà chơi với Nấm Bi là đều mặc Adidas hết trơn. Để em kể những người mà đã phải mặc áo này của Nấm tặng luôn này. Đây áo này là em tặng luôn này. Anh Tuân mặc Adidas này. Anh Quyết này. Đồ Adidas dễ mặc. Đúng rồi. Chị ta. Rồi. Bây giờ dơ cái này ra đường nó có giật không ta? Trời, không đi thừa. Vậy thôi, phải tắt đi đã. Tặng tiền có lấy không? Bây giờ hai chị em sẽ kiếm bác Khương. Bác Khương đang đi ăn vừa là không biết là đúng rồi. Được ăn ké nếu bác Khương sẽ trả tiền cho hai chị em. Nó nhục quá, nghiệp bác Khương. Bác Khương, bác Khương. Đây đây đây. Thầy chớ. Ô, đang đi ăn mà được gặp ba ở đây. Tuyệt vời. Thôi ăn mình này mọi người. Người của mình mà hợp quá sao mà. Mà ơi. Nó ăn nhiều vậy một mình ăn hết này hả? Bốn cuốn thôi. Đây mặt ăn mệt quá vậy. Đấy. Vừa mới ăn Khương xong đi gặp anh Khương thiệt. Ôi ghế này ướt mất tiêu rồi. Để hả? Ướt luôn. Sao ướt vậy ta? Đi mời thì... Dạ ăn gì chị Ngân? Ăn của mình cuốn đi. Cho em thêm hai người. Chị ơi cho em một phần này hai người với. Dạ. Cho một con xé ơi. Nhìn mẫu làm cho nó không có gì. Hai xé là nó không để em chửi. Em bé này hai xé hay một xé là bé? Dạ hai xé. Đâu chị Tú đang ở trên phòng mà. Em kêu ngủ thấy nó đâu chị đi. Nóng quá nhỉ. Lâu lắm mới tập đã không được mọi người. Bán sầu riêng xong rồi gầy nho rồi nhóc rồi mặt bơ phờ rồi. Mai là bán thử đi qua lấy cái này lấy cái này lấy. Bán măng cụt được không ạ? Măng cụt đi ạ. Mai nó bán. Mai qua mua măng cụt ăn thèm quá. Ừ, ăn dâu miễn phí. Ăn dâu miễn phí hả? À? Còn không ạ? À? Dâu mai trả hơn nhiều. Con tưởng là ý là dâu ra tặng thì gặp nhiều nên là sẽ không đến được mình á. Của tặng không đủ. Đó thì kiểu như sẽ không đến được mình là được mua là được tặng được. Đúng rồi, mua là sẽ mua 2 ký sầu riêng là được tặng 1 ký dâu. Đấy, thử dâu. À. Nhìn ăn ngon quá à. Chắc là ba lần đói lắm rồi. Để phòng cả ngày. Nửa buổi. Có 9 giờ sáng đến 12 giờ chưa? Có vậy thôi. Hôm nay học lâu rồi sợ. Anh Phép thì đang ngồi nữa. Chờ con chưa đi ăn. Sao vào camera nó cứ bật lên nhỉ? Mày ngon quá à?
hôm nay em tại nay các bạn có hai máy một ngày nên là nay đi hai người. Ôi bữa nay em mình thiếu máy bên em này, chị Ngân cũng quay show kiểu chế show đấy mà không có máy để quay. Bữa nay kín lịch rồi. Bữa nay có mấy game show như là lục biệt đội nổi tiếng này kia nữa này. Tất nhiên show trở lại. Mẹ ăn món này là món gì ạ? Em gái ăn nướng. Đây mấy người à, món nem nướng mọi người ạ. Nấm Bi với chị Ngân cũng hay ăn món này lắm. Ngon. Hấp dẫn. Lâu lắm rồi mới lại ăn món gà. Trước ăn ngán. Ăn. Chị Ngân hay bị ngán lắm, clip trước cũng nói là hay bị ngán đó. Ăn cái này nhiều quá, ngán. Lâu lắm rồi giờ mới lại. Dạ thôi, anh ăn cái phần này. Anh cứ để nó đi em. Ơ hay thật, bảo thôi mà vẫn ăn. Thôi anh ăn cái này bánh cuốn này rồi nó ra sau. Chung cho anh vui thì mình sẽ ăn nha. Con người mà đứng sẵn. Ôi, Nấm Bi cũng mệt lắm luôn ấy, mắt thâm mô luôn đây này. Mấy nay không được ngủ. Bốc thuốc nhiều quá thâm mô. Trời ơi, ở đâu ra à? Không hề luôn ấy. Ở Hà Nội vô nên là mệt. Hôm qua ngủ đúng ngon luôn ấy. Đi máy bay mà người ta thường sẽ ngủ nếu chị ngủ á nha. Thì chị sẽ nghiêng sang bên nào, ngủ quên ở trên xe á. Đây không đạp nữa mà. Không, bây giờ em hỏi chị cơ mà, chị sẽ nghiêng sang bên nào ấy. Ai biết mình nghiêng bên nào, mình dựa bên nào mình nghiêng bên đấy. Còn em á, thường đúng không, nếu mà ngủ thì nó sẽ như thế này. Một này, còn nàng nghiêng sang bên này. Còn em cứ cúi đầu về đằng trước không. Em không hiểu tại sao. Say quá mất. Dạ bữa anh có gửi anh xuống một mã không anh? Ngon. Dạ. Dạ tại tuần trường tuần rồi em bận quá em chưa có đi nhận. Mời mọi người. Ba con mình mời mọi người ăn nha. Dạ. Ngon chị ha. Mà cầm như thế này thì không ăn dạ, được rồi. Dạ cũng được anh, vậy thì thôi, tiện hơn. Dạ, chị Ngân đã xong và đi ăn với ba Khương Dừa được rồi. Bye bye mọi người nha. Hẹn mọi người trong video clip sau. Bye bye. Nhớ like, share, subscribe kênh của Nấm Bi nha.